Gia đình bất ổn tập 2. Thì vậy, có chuyện gì mà ông đứng đây? Hình như là trong phòng thằng con mình nó có ai đó bà. Còn không mau vào xem đi, còn đứng đây nữa. Mèn đét ơi, thằng kia, mày là đứa nào? Sao mày đè lên người con trai tao? Bước xuống. Ôi dồi ôi, thằng kia, mày tính làm gì con trai tao vậy hả? Trèo xuống ngay. Ủa ba mẹ, đây là người yêu con mà. Ủa, có luôn hả? Tính ra là ba mẹ làm mai cho tụi con luôn á. Ờ ha, thôi hai đứa tiếp tục đi, mẹ đi nấu cơm. Lát nữa ăn cơm tối rồi hẳn về nha Bri. Cái gì vậy bà nội? Đó là tên người yêu cũ của con mà mẹ. Bà để ăn nói hàm hồ. Ờ, bác thay mặt mẹ nói xin lỗi con nha L'Oreal. Ờ, con tên gia ta mà bác. Mấy giờ rồi mà mày còn ở nhà? Không đi học à? Học hành thì không lo học, tính sau này bốc đất mà ăn à? Rồi ba mẹ ơi, con tốt nghiệp 2 năm rồi. Ủa, tốt nghiệp nhanh vậy à? Có ba mẹ quên nhanh á. Thôi, ăn cơm đi. Tôi đã nói rồi, nhà tôi không có ai tên vậy hết á. Đem chìa đi. Lại chuyện gì đấy? Shipper giao hàng mà tôi đuổi về rồi. Sao thế? Nó nói gì mà hàng có đổ nước suối nào đó, mà nhà mình làm gì có đổ nước suối. Trời ơi, ai mà đặt tên kỳ cục quá vậy? Chắc là nhầm nhà đó. Đổ nước suối là tên con á. Chính ba mẹ là người đặt cho con cơ mà. Gì đây? Ăn trộm hả? Bớ làng ướt ơi, ăn trộm nè, ăn trộm nè. Gì, trộm đâu, trộm đâu, trộm đâu. Nè, cha già lưu đạn đây nè. Mới khiêng bớ đồ chuẩn bị chay đó. Hên là tôi vừa về tôi chụp cái đầu ông lại đó. Đây là ba của ông mà. Nani? Ở chết mồ không? Trời ơi, ba ơi, con xin lỗi nha ba. Ba tới đây mà không báo cho con biết. Ở đây là bác hai mà, anh trai của ba mà. Ủa anh hai, còn nhiều cái tao chưa thèm nói mày nghe. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến đáng chú ý của thể thao điện tử với giải đấu Liên Quân Mobile đấu trường danh. Tụi nhỏ giờ nó giỏi thiệt ha, chơi game mà trang danh đất nước luôn kìa, lên TV luôn kìa. Ừ đúng nhở, vừa giỏi vừa đẹp trai, trả bù cho thằng con nhà mình. Mày coi mày học hỏi người ta đi, chơi game là phải chơi tới như vậy, chứ không phải ăn không ngồi rồi như mày đâu. Đúng đúng. Ba mẹ nhìn kỹ đi, trên TV đang chiếu là con đó. Nani? Tôi còn đứa con xuất sắc vậy sao? Gen nhà mình mạnh cả đó hả trời. Đi thôi, lẹ lẹ lên. Khoan đã, mũ bảo hiểm đâu? Tính để đâu không cho công an bắt à? Ha, để tôi vô lấy. Ba mẹ ơi, nhà mình đi xe hơi, lấy nó bảo hiểm chị. Nhà mình có xe hơi à? Không biết nữa, không có nhớ. Xe của thằng nào đậu đây đây? Chắn hết cái đường ra vô của nhà tao rồi. Mẹ đó, tao phải đi nói chuyện cho là lẻ mới được. Vô ý thức thật chứ, làm như có xe xịn là thích đậu đâu thì đậu vậy. Ông coi ai, ông đập chết cho tôi. À, nóng thiệt chứ. Mụ nội nó thằng nào vậy? Cái xe này xe của ba mà.